Tất kẻ đã bị bao vây. Bằng clip cái anh ơi. Hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại kênh YouTube Cặp Anh Đi. Cái đài mình TV của em nha. Ơ thì ngày hôm nay là em bằng clip về bị tướng gai dách quýt ba bầu. Ơ thì là thời gian vừa qua cứ em cứ gai dách quýt ba bầu và mấy ông cố nội cái không biết là quýt ba bầu là cái gì luôn. Thì thật ra mà nói thì là cái đó là cái âm thanh hiệu ứng của gai dách thôi bà con. Bà con chơi cái skin gadget Muay Thái á, thì bà con lâu lâu á sẽ nghe nó nói là gadget Whip Bubble. Và đó là lý do tại sao tôi kêu là vậy nha. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mần những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Khi mà farm xong hết cái đám quái này ha, để sắm vai là một người đồng bọn chân chính của tem đó, thì bà con farm xong, bà con phải cố gắng vận động lên nha. Tập thể dục thể thao đồ bà con, tránh tình trạng là ôm trụ cà long thần trưởng khi mà farm xong nha. Bây giờ điển hình như thế này, bà con farm xong đám quái cái tự nhiên bà con sợ quá, bà con không biết di chuyển sao, bà con bay vô trụ, bà con đứng, bà con nhìn là tem bà con đánh không có được đâu à nha. Ê điển hình như pha này, thằng mid bên kia nó đi múc dưới kia là bà con đám quái này nó sẽ bị thọt và mình sẽ gọi là chơi một pha mid đốc nha các bạn. Rồi xong luôn rồi kiểu này. Để coi ăn được bao nhiêu mạng nha. Hết thọt nè, hết thọt, đậu tránh mày nào, quất mày luôn, chơi mày luôn, xuống chát mày luôn nè. Cử kiên vậy mày. Trời ơi luôn cái thằng ông cố nội nắc đốc này thiệt tình luôn á bà con. Hết máu rồi còn ráng ban vô chi vậy thằng ông cố lội. Này nó mắm vố thực sự luôn bà con. Mắm vố thì tôi nhé luôn. Bà con biết đó là ai không? Không có ai xa lạ với bà con đâu. Này nè, đó, xù lông á bà con. Thấy cái tướng nó ngủ đẹp không? Đẹp quá đẹp luôn. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ mừng những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Thằng mua rừng đi rát kìa. Nó đang làm cái giọng cha nó trên khu vực lên con khỉ kìa bà con. Rồi, xong luôn rồi. Anh Omen hết máu rồi. Hết chọt, trâu quá. Thì cứ hết cho mắm vô vô nhà nhiếm. Rồi nói hồi anh không có đam rồi mày nói sao xui. Chẳng có thở không anh ơi. Ui giời ơi. Có phim coi rồi các bạn. Mua rừng đi rát. Chắc nó bất ngờ lắm á các bạn ơi. Trời ơi luôn á. Từ từ ngang, bình tĩnh tự tin đừng cây cú nha. Happy New Year. Bất ngờ chưa, đậu xanh mẻ bự. Trời ơi luôn á, lâu ngày rồi tôi mới chơi là cái xì tai nấp bụi cà long thần trưởng này nha bà con. Ôi chơi kiểu này là đồng địch nó bất ngờ lắm á các bạn. Và nó sẽ gọi là nó cây and cú bà con lắm đó nha. Bà con cũng đều biết rồi, thằng đàn ông mà nó đã cây ẹn cú rồi thì cái quần đùi gì nó cũng dám làm hết nha bà con. Rồi và nạn nhân tiếp theo sẽ là anh Omen nữa rồi các bạn ơi. Giật chỏ nè, lên gối nè, ta bị cây ếch luôn nè, hay quá luôn nè. Veret này đậu phộng nữa, hết nắc đốc tới Veret. Kiểu này chắc tôi cắn lử quá bà con, chắc tôi cắn lử quá à. Cho bàn tủ lái phái ăn hồi dạo này nó xuất hiện nhiều dữ vậy ta. Ý. Rồi, farm xong đám quái này, đảo xuống dưới kia nha các bạn. Sắp có một vụ đánh ren cà long thần trưởng tại khu vực dưới đây rồi. Để tôi coi. À mà thôi khỏi coi luôn đi bà con ơi. Hát chọt nè, hát chọt, hát chọt, hát chọt, hát chọt. Chọt quá trời chọt luôn. Không lùm được mạng nào luôn. Tôi ăn hôi dữ ghê nè. Ủa chắc AFK nghĩ thiệt không con? Ý. Tôi có cách chơi nữa rồi bà con. Rồi kiểu này thằng nào mà lú cái bản mặt ra một cái thôi ha, tôi đấm nó má nhìn nó không ra luôn cho bà con coi. Để tôi coi thằng nào sẽ xuất hiện trước nha bà con. Happy birthday. Trời ơi nhỏ mới lú bản mặt ra đầu xanh luôn.
có đấm con nhỏ nằm im ru luôn bà con, nằm im ru luôn rồi. Ôi ôi tao nét dữ vậy Tính ơi, đậu xanh nó hết mu đừng đi đát, giờ qua tới con cà xì lúp dách luôn bà con. Rồi không biết nữa hồi số phận tôi nó sẽ đi đâu nữa bà con. Ê hồi nãy vừa quên nữa, bà con ơi bà con ơi, bà con có biết đây là cái skin gì không? Đây là một cái skin mới vừa được ra mắt cách đây cũng hơi lâu bà con, mà nay mới có cơ hội mần clip nha, hình như là bữa 20 thì phải. Thì đây cái skin này có tên là ga dách siêu việt nha các bạn, giá thì hơi ai quái chút đầu sao mày vừa phải nha mày, mày định nắm quần đâu hả? Trời ơi luôn á, làm mất tóc miếng rồi, đậu xanh nó ngủ men này thiệt tình luôn á bà con. Có thì mình nghe đồn phong phanh đó ha, thì cái skin này nói sao bà con, tức là quất nè, tức là chơi, tức là đập luôn, thu sang luôn, chơi không lại chạy đâu bà con, chi đâu căng, tao không bảnh đâu bà con mày đâu mày ơi. À mà này các bạn ơi, không biết là các bạn có thắc mắc giống như mình không ha, sao mà mình thấy cái skin ga dách siêu việt này nó cũng khá là đẹp nè, rồi có hiệu ứng đồ này nọ, mà sao gà gán nó bán rẻ quá vậy ta? Á đồ nà ní nói sao nha bà con. Kiểu nào mà không chạy qua đây, trời ơi luôn á, cho lâu quá nè, rồi luôn. Thôi bà con ơi, nói chung thì đây chỉ là một cái loại kỹ thuật tai hại thôi mọi người, chúng ta đừng có nên quan tâm quá, làm gì cho nó mệt ha bà con. Thua kèo này ta bày kèo khác thôi, chứ có chuyện đầu căng, đúng không bà con? Đúng nè. À bà con ơi, bà con ơi, bà con có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ớ thì nhân dịp ngày hôm nay là Noel, thì mình xin chúc tất cả các bạn có một mùa Giáng sinh an lành nha, luôn luôn mạnh khỏe nè, vui vẻ hổng bạo ha, hạnh phúc nè, và tràn ngập niềm vui nghe. Ngày hôm nay Noel mà tôi không dẫn vợ tôi đi chơi Noel được bà con ơi. Hồi bữa giờ nghỉ nhiều quá rồi, lo cái vụ mừng đám cưới nè, rồi tối nay rồi thôi xong luôn hết, dẫn đi chơi Noel được luôn bà con. Đậu xanh ta đám cưới xong người ta đi hưởng từng trăng mật, tôi thì do tính chất công việc nó đặc thù quá luôn bà con, không đi được luôn, buồn quá buồn luôn bà con. Nhưng mà được cái á, vợ yêu tôi hiểu bà con, thông cảm cho tôi, rồi để mốt và có thời gian rồi mình đi hưởng từng trăng mật sao ha bà. Trời. Em là em không biết gì nha. Em đi đâu? Em không làm gì hết luôn á. Em thấy nó ba mà em chọi vô, em định băm ké rồi mà tự nhiên quất lên cái đầu xanh bé đèo luôn mọi người. À mà này các bạn ơi, sẵn đây mình xin với các bạn là mình giải đáp thắc mắc một chút xíu về cái vị tướng ra dách vít bầu này nha. Bởi vì mình thấy là có nhiều bạn là hỏi mình đó. Câu hỏi thứ nhất là các bạn hay hỏi mình là ra dách vít bầu này ngoài cái việc đi mít ra thì có thể đi được cái lane nào khác nữa hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất ha. Còn câu hỏi thứ hai, bà con hỏi mình là ra dách vít bầu này sử dụng cái cách combo kill như thế nào cho nó fair and dare để hạ gục đối phương cho nó dễ và khiến cho nó không kịp trở tay luôn. Thì để nói xong câu hỏi thứ nhất thì mình sẽ trả lời câu hỏi thứ hai cho bà con ha. Đầu xanh nó nói lẹ quá lẹo lử bà con ơi, bà con thông cảm ha. Đó thì câu hỏi thứ nhất nè, theo như cái quan sát của mình thấy á, thì cái vị tướng ra dách vít bầu này ngoài cái việc đi mid ra thì bà con cũng có thể cầm nó đi lên con khỉ nè, đánh rất là fair luôn bà con. Và đặc biệt hơn có thể đi lên amateur luôn đó nha, hay còn gọi là lên support đó bà con. Đặc biệt hơn nữa bà con cũng có thể vác nó đi gừng luôn nha. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không, cách đây không lâu đâu, gần tháng á, mình có đánh tại livestream và mình gặp một cái bạn là đánh ra dách vít bầu này, người ta đi gừng và người ta đánh rất là ghê gớm luôn bà con. Nó quánh thì tôi nhé luôn, không kịp trở tay luôn đó. Nói chung thì không phải là mình xúi bậy bà con đâu nha, này là mình nói thiệt đó, mình thấy làm sao thì mình nói bà con vậy thôi. Bà con có thể cầm đi những cái lane khác luôn, nếu như mà bà con đi mid quá nhiều rồi, bà con thấy chán rồi đúng không, bà con cũng có thể cầm đi lên con khỉ, hoặc là đi support, hoặc là đi gừng ha. Và đó là câu hỏi thứ nhất ha. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai nè, và mình thấy là cái câu hỏi thứ hai này, bạn nào mà đam mê chơi vị tướng ra dách vít bầu này, cũng như là những bạn nào sau khi xem xong clip này các bạn có ý định là mua vị tướng ra dách vít bầu về để leo hạng á, thì cái điều này nó sẽ hết sức là cần thiết cho các bạn luôn. Thì theo như mình quan sát và mình đã làm nhiều lần thì mình thấy là cái cách combo kill mà khiến cho đồng địch nó không kịp trở tay, và con combo vô một cái là nó không kịp tóc biến, hay là dùng bất cứ một cái chiêu gì đó nó chạy luôn. Thì bà con hãy làm giống như mình ha. Bà con thấy nó, bà con chọi chiêu 2 vô cho mình. Khi mà bà con chọi chiêu 2 vào đó thì bà con ngay lập tức dùng chiêu 1 bay quyết đoán cho nó luôn ha. Nhích nhẹ lên một cái để làm chi, bà con dùng chiêu cuối, bà con đẩy nó về phía đồng bọn của chúng ta. Đừng bao giờ chơi dại mà đậu xanh dùng chiêu cuối lao thẳng luôn đồng địch nha bà con. Đó là trong tình trạng mà bà con gọi là
đang cơm bá tổng với tem đó, rồi đẩy đồng địch nó lên gọi là một đồng bọn của nó đó. Là lúc đó đậu tranh nó, cái thứ nhất là dãnh củ tỏi nè, cái thứ hai là đồng địch nó hả hê nè, cái thứ ba là đồng bọn bu vô nó rủa nè. Nhớ rồi con. Bởi vì là mình thấy là có rất là nhiều bạn người ta sử dụng vậy rồi. Đầu vòng đó dùng chữ một xong cái đẩy thẳng đồng địch vô chỗ đồng bọn nó luôn, là lúc đó là ăn cám luôn nha bà con. Nhớ nghe, nói chứ cái này đó tức là cần thiết đó, bà con nhớ giúp mình nè. Nhưng mà khi mà bà con sử dụng cái bộ phù hiệu giống mình nữa, chỉ cần bà con chọi chiêu hai mà chúng nó lần đầu tiên đó là nổ đam thì thôi nhé luôn. Cái thứ nhất là cái chuyện bùng nổ sẽ phát nổ thêm nè, và cái thứ hai là phù hiệu của tháp Quang Minh nữa, cái thần quang bà con, là một lượng máu không hề nhỏ luôn đó. Bà con chỉ cần chọi chiêu hai chúng nó thôi, mình đẻm bẻo bà con luôn. Thằng nào mà máu mỏng AB hay là AD, chọi chiêu hai chúng cái, ba chiêu một quyết đoán vô dùng chiêu cuối một cái bóp là y như rằng nó ngồi đó đếm số luôn bà con. Trong tình trạng bà con đang sanh nha, chứ còn đang thọt là lúc đó là giống như gãy ghẻ, người ta là gán là chịu nha bà con. Bị gì biết sao không, bà con muốn mà gọi là muốn sanh á thì bà con chơi game, bà con đầu game farm xong á thì phải làm giống như mình nãy giờ trong trận đấu này nè. Bà con thấy không, mình farm xong mình cắm đầu mình đi đảo lên hỗ trợ cho tem liền luôn, chứ mình không ôm trụ cà long thần trưởng ha. Thôi không để cho các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay tại bây giờ mình xin phép các bạn là mình sẽ nói về cái vấn đề phù hiệu nè, cũng như là bu ngọc và bu đầu mà mình sử dụng cho vị tướng ra dách quýt ba bầu trong trận đấu ngày hôm nay ha. Thì đây là bộ phù hiệu của mình đó nghe. Ở khu vực nhánh chính mình chọn thể lực đó chính là tháp Quang Minh ha. Phù hiệu cấp 3 là thần quang, chọi chiêu hai chúng đồng địch cái nổ đam cho nó phe èn đẻ nha bà con. Còn ở nhánh vụ đầu tiên á, mình chọn đó là ở vực hỗn mang, lấy cái phù hiệu có tên là ma hỏa ha. Còn ở cái nhánh vụ thứ hai, nội tại của cây liêm, đó chọn ở cái khu vực là tháp ủa lộn là thành khởi nguyên đó bà con. Và đây là phù hiệu ha. Còn vấn đề bu ngọc á, thì ngọc bộ ngọc ngày hôm nay thì mình vẫn sử dụng ưu như kỹ thôi, như ở cái clip lần trước mà mình làm về ga dách quýt ba bầu nè bà con. Ở thì ngọc đỏ mình dùng là 5 viên công phép, 5 viên công phép xuyên giáp phép. Còn ngọc tím á mình dùng là 5 viên tốc độ đánh tốc độ chạy, 5 viên công phép hút máu phép nha. Còn ngọc xanh là 10 viên tốc độ đánh và xuyên giáp phép. Khi mà các bạn sử dụng cái bộ ngọc này đầu game, các bạn sẽ sở hữu được một cái lượng công phép khá là cao nè, cũng như là một cái lượng xuyên giáp pháp. Xuyên giáp phép thì thôi nhé luôn nha bà con. Đâu tranh nó luôn. Đó thì đây là phù hiệu và cũng như là bu ngọc nha. Còn bây giờ thì sẵn đây thì nói luôn về cái vấn đề bu đồ nha bà con. Để mất công không nói kịp bà nha. Bị gì cái nhà của đồng địch bây giờ là nó thành cái sân bay luôn rồi. Ở thì cái số đầu tiên của mình đó chính là cái cục tròn tròn mà nó còn vàng vàng. Bên nước ngoài người ta hay gọi cái cục này là yellow cột nha bà con. Vô đây, tao đang chờ mày nè. Đúng rồi, thăm lẹ lẹ đi bạn. Vô đây nè. À he he, Giáng sinh vui vẻ anh ơi. Ôi nãy giờ mấy lần rồi anh, mấy lần rồi. Ôi nằm im ru luôn bà con, nằm im ru luôn rồi. Tôi nói tiếp bu đầu ha. Cái số thứ hai là đôi giày kiên cường. Số thứ ba là cây chuộng bùng nổ. Số thứ tư là một món đồ ghép có tên là mặt nạ ma quái nha. Cái số thứ năm là cái vương miện. Số cúng cùi là cái quyền trượng RHIA. Rồi sau đó level 13, 14, 15 bà con nhớ bán cái số đầu tiên đi, để có một cái số đồ để bà con lên nữa nha. Còn số cúng cùi á bà con cứ căn xét vào tình hình trận đấu rồi bà con lên. Có thể là cái số thánh nè, cũng có thể là giáp hộ mệnh nha. Cái đó là tùy ý Quỳnh nha bà con. Còn bây giờ thì cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra ngồi xem clip ủng hộ mình nè. Nhưng mà các bạn đừng có quên nè nha, nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh nè. Được hơn nữa thì bà con like giúp mình luôn ha, một nút like luôn nha bà con. Được hơn nữa đó, chia sẻ clip đến bạn bè đồng nghiệp bà con luôn nha, để cái kênh của mình được phát triển nè. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha. Hy vọng là các bạn đừng có tua nè. Ở thì đây là fanpage của anh Tân Voi nha các bạn, có tên là Tân Voi Shop. Cái đầu tiên luôn á các bạn. Bạn nào mà dùng Facebook á, rồi các bạn vào tìm kiếm, các bạn search là Tân Voi Shop, nó sẽ ra như thế này ha. Rồi các bạn click vô giúp mình nè. Ở thì bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một cái iPhone 9 hãng, hoặc là bạn bè của các bạn á cũng đang có nhu cầu tìm mua một cái iPhone 9 hãng á, thì các bạn hãy giới thiệu đến shop của anh Tân Voi nha. Với lại là cửa hàng điện thoại của anh Tân Voi á, hiện tại đang có một cái dịch vụ là mua trả góp á, để mình kéo xuống cho các bạn xem ha. Đây dưới này nè các bạn, hình như là ảnh úp thường xuyên luôn, ảnh cập nhật thông tin thường xuyên luôn. Các bạn cứ vào cái fanpage của ảnh, các bạn gọi là các bạn tham khảo ha. Đây điển hình dưới này nè, đó,
hỗ trợ trả góp 0% luôn, 0% lãi suất rồi 0 đồng luôn. Là 0 đồng là sao bà con mua không cần trả tiền trước luôn, chỉ cần làm hồ sơ là lụm cái máy về luôn. À với lại là cửa hàng điện thoại của anh Tân Voi á, không có bán hàng điểu cho các bạn đâu, cho nên các bạn yên tâm nha. Shop của ảnh bao thợ lợi test luôn. Còn về cái vấn đề mà điện thoại của anh Tân Voi nó có chất lượng hay không á, thì các bạn hãy yên tâm ha. Anh có một cái cửa hàng tại quận 3 luôn, ngay tại mặt tiền đường Trần Văn Đan các bạn ơi.